nhà truyền thống thì chúng ta đã tham quan hai cái khu vực trên. Thì bây giờ rất cảm ơn các bạn đã vừa mới tham quan nhà truyền thống xây chung sáu chết rồi mấy đứa chồng này này chị Phương Trọng Thiên số 6, khu 6 là vùng đất thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên, có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Đây là địa bàn quan trọng có vị trí chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì bây giờ mình đi vô trong đó coi xem mình gặp được những gì, các bạn sẽ có những điều thú vị. Khu 6 nó nằm ở khu vực này. Em nhờ đồng chí Trần Lê nghĩa thư hưởng muốn nhờ mắt kính cương lĩnh kể cả cương lĩnh chính trị các thứ. Dạ, đã chặt lại gì? Đúng không? Chắc, bên này có mình tốt và đi cơ cờ. Cái này là cái gì? Cái này là hai người chụp nguyên nghĩa ra thôi. Không nhé, giữa trung gian cái nhắn này người ta được chụp cái tôi có leo rồi. Em đang muốn sự kiện gì đó. Chụp cái tôi không biết đâu. Nguy hiểm quá. Khu 6 là vùng đất thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên, có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Đây là địa bàn quan trọng có vị trí chiến lược trong cuộc kháng chiến cứu nước. Tầm mấy đơn trong là lâm lò 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 lò. Đây, những cái vùng màu xanh này là vùng địch đang kiểm soát, vùng màu đỏ là ta đang kiểm soát. Đây khu vực mình đây là những khu vực mình đang kiểm soát đây. Chỉ số 6 nằm ở khu vực này. Các giấy tờ tiếp xúc Tết vẫn còn này, chưa được Hồ Chí Minh gửi nè. Theo mừng năm mới của chủ tịch Hồ, của Bác Hồ năm 60, 61, 65, bộ trưởng bộ quốc phòng theo chúc Tết bộ trưởng bộ quốc phòng võ nguyên giáp này. À, tướng võ nguyên giáp nữa. Các bảy chồng bảy đồng rừng thứ nhất là bảy chồng. Đây đi gì nữa cho nó lọt được, đi như bụng nó lọt được chán ngỡ đó. Trong địa đạo của chi nó có mấy cái hầm trong như vậy, hầm trong đây cái này là nó bật lên đi nó trạp mấy cái gì đó, cái này nó bật lên bật vô cái này nó lâm vậy. Bẫy chụp đầu là bẫy này là chụp vô đầu là banh nó chụp vô đầu là. Rớt từ trên cao xuống nè. Đây các bẫy đi dập đầu nè. Cái này em đang dập đầu nè. Còn bẫy đây là bẫy đung đưa. Khi vào xịt xịt. Giờ đây cái này tổ hợp với cái sao ngã nè. Rớt xuống cái. Rất là nhỏ, khá là nhỏ. Trông khá là nhỏ. Trong một đất thì nó đập vào người mình. Đây má tự động bắn
nó là cũng là có dạng bẫy, nhưng mà gặp cái điều kiện này đó thì cái này nó sẽ dư tự thấp vô, đúng không? Đây là cái cục này mũi tên. Nó cũng là ná như là cái bẫy, nó ná cái động nó vậy á. Cái không lao. Nó có mặt bọc của nó giống như mẹ cái động. Cái này là ná không lao mà bộ lộ như thế này mình hay cầm. Bộ lộ mình hay cầm để giáp lá cà đây, xanh giáp lá cà. Cái du kích rồi sử dụng những con lao đó từ trong bụi bay ra các bạn. Như vậy đó. Đây bàn trong, mình thấy quen thuộc rồi. À, đây là tổ hợp các vũ khí thô sơ của quân giải phóng năm 1946 sử dụng trong việc kháng chiến. Trong dàn đá dập. Nãy mình là bên đằng kia kìa. Đó. Cái chỗ có cái tượng đài đó. Giờ là mình ở cái nhà đây nè, rõ nè. Nó thu hẹp tầm mắt là tầm cái ngọn đồi nó có vị trí là nhìn ra một thung lũng cái ngọn đồi xung quanh. Các công chí cách mạng họ sử dụng trong cuộc sống thường ngày cũng như là trong cuộc sống thường ngày cũng như là trong công việc. Trong đó thì là tổng tiến công nó dạy xong màu xanh, còn đây là của tổng tiến công nó dạy xong 1975 ở mặt trận Lâm Đồng, Tiên Đức, Bình Tây, Vĩnh Hồng, Ninh Thuận, Quảng Đức. Đây là cái bản đồ. Các vật dụng chiến đấu như là trong sinh hoạt và trong công việc này. Đây nè. Sổ tay này. Cái bút được thêm nâng cấp nữa của có rất là nhiều thứ. Cái thẻ nhỏ nữa.